Tập 9. Tiểu Lý à, cô mau chuyển thứ này đi nha. Hả? Dạ. Phiền anh cho tôi hỏi thăm một người. Cô tìm ai vậy? Tôi tìm Du Bân. Du Bân sao? Mấy hôm nay tôi không có thấy cậu ấy. Cô là... Tôi là vợ cũ của anh. Vậy cô trực tiếp gọi cho cậu ấy đi. Gọi rồi mà anh ta không bắt máy. Chắc là gần đây cậu ấy khá bận. Bận cái gì chứ? Cũng chỉ là mới kết hôn thôi. Ai mà không kết hôn? Cô biết rồi hả? Cậu ấy mới lấy vợ. Anh là... Anh Dương phải không? À. Hay là chúng ta qua bên kia nói chuyện nha. Được. Cảm ơn. Một chút đi. Hai phần bít tết chín tái thôi, cho thêm chai rượu vang nữa. Dạ được. À thưa anh, đây là menu của rượu, không biết anh gọi là rượu nào. Như vậy mà cũng hỏi sao? Đương nhiên là loại tốt nhất rồi. Dạ được, có liền. Tôi nói cho cô nghe nha, bây giờ Du Bân, cậu ấy cũng đã kết hôn rồi. Chúng ta cũng phải đối mặt với sự thật này. Cô nói phải không? Mấy hôm trước công ty tôi có một cô bé cũng rất muốn lấy cậu ấy đồ sống đồ chết. Cô nói coi, không biết là Du Bân có ưu điểm gì? Cậu ấy không có nhà, cũng chẳng có tiền. Còn cô thì bây giờ vẫn còn trẻ trung, lại xinh đẹp như vậy. Anh nói thiệt sao? Thiệt chứ. Ôi trời ơi, cảm ơn, tôi thích nghe điều này. Có phải là cô muốn nối lại với anh ấy không? Ai muốn nối lại với anh ta? Chẳng qua chỉ là lúc chúng tôi ly hôn, anh ta còn thiếu lại tôi một ít tiền. Bây giờ tôi đang gặp khó khăn, tôi có việc rất gấp cần dùng số tiền đó. Anh ta lấy vợ mới, không thèm nghe điện thoại của tôi, còn chặn số điện thoại của tôi nữa, thật quá đáng mà. Nếu không phải vì tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua giữa tôi và anh ta, thì tôi đã tới tòa án kiện anh ta rồi. Anh nói tôi làm sao bây giờ? Cô nói như vậy nghĩa là anh ta có vấn đề rồi. Cheers. Anh coi con người của anh kìa. Anh mới về nước không lâu, tiếng mẹ đẻ kém như vậy. Hiếm khi mới được về nước, nói tiếng mẹ đẻ đi. Nào, cạn ly. Cạn ly, được. Thật ra theo tôi, bít tết ở Mỹ là đúng kiểu nhất. Thịt bò ở bên đó mềm hơn, ăn vào cũng thấy dễ chịu hơn nữa. Anh còn chưa ăn mà sao đã biết được vậy? Đúng. Amana, nè, nếu cô muốn ăn thêm món gì thì cô cứ gọi tự nhiên, không phải tiết kiệm cho tôi hả? Ê trời, vẫn còn ăn sao? Không sợ bụi thật luôn hả? Ăn vài cái bánh là xong bữa rồi. Alo anh Dương, có gì không? Du Bân, có phải cậu thiếu vợ cũ 50.000 chưa trả không? Ủa, sao anh lại biết vậy? Cậu còn cho chặn điện thoại của cổ nữa. Cậu làm như vậy là sai rồi đó, có biết không? Cậu muốn trốn nợ sao? Cậu là đàn ông con trai mà đi ức hiếp một người phụ nữ thì đó là bản lĩnh gì hả? Tôi nói cho cậu nghe, tôi thực sự cảm thấy rất là chướng mắt. Cậu làm như vậy là không được, tôi nhất định phải ra tay mới được. Không phải anh Dương à, chuyện này là do vợ tôi giúp tôi chặn đó, không phải là tôi cố ý vậy đâu. Đủ rồi, bây giờ cậu cưới được vợ mới, có mới nới cũ phải không? Món nợ đó cậu phải trả. Nè, lúc nãy chính miệng của cậu đã thừa nhận rồi đó, cậu còn thiếu vợ cũ 50.000 cậu vẫn chưa trả. Chuyện này của cậu tôi cũng đã báo với cấp trên rồi. Cấp trên đối với chuyện này rất là quan tâm và nói nếu như mà điều tra ra chuyện này là đúng, cậu buộc phải thừa nhận, công ty sẽ trừ lương của cậu. Nè anh Dương, anh không thể nghe từ một phía vậy được. Nè anh Dương. Chuyện là sao đây thiệt? Ôi trời ơi, anh Dương à, anh đúng là quý nhân của tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều. Nha. Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn, thật sự không có gì đâu. Nên... Tôi thật không ngờ, Du Bân lại là loại đàn ông như vậy. Cô à, cô đừng lo, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Lúc nãy cô cũng nghe thấy rồi, từ tháng này trở đi, tiền lương cơ bản của anh ta 2.000 đồng sẽ thuộc về cô đó. Cho tới khi số nợ đó đều được trả hết thì mới phát lương cho anh ta.
Thiệt sao? Anh nói như vậy có thiệt không? Thiệt. Trời ơi, anh Dương à, sao anh lại tốt như vậy chứ? Má nè, cô ghê gớm thiệt. Mau vào đón chúng tôi đi, buồn chết rồi có đúng không? Chắc là kiếp trước mình đã mắc nợ những người phụ nữ này nhiều lắm đây nè. Thanh toán. Ủa, sao vẫn còn nguyên vậy? Không hợp khẩu vị sao? Dạ chào anh. Bữa ăn này là 22.800 cộng thêm 10% phí phục vụ, tổng cộng là 25.080. Nè, anh không tính lộn chứ? Chúng tôi ăn một chút thức ăn thôi mà 20 mấy ngàn sao? Dạ. Mau đưa hóa đơn cho tôi xem. Bởi vì anh này đã gọi là rượu vang đắt nhất trong danh mục rượu của nhà hàng chúng tôi, chính là chai Lafite có số lượng rất ít. Chai rượu này có giá 20 ngàn. Cậu phải nói với tôi trước chứ. Cậu không nhắc khách mà đã đi khui rượu rồi, còn lấy của tôi 20 ngàn. Rõ ràng là các cậu đang lừa đảo mà. Nhưng mà thưa anh, anh không cho tôi cơ hội giải thích với anh mà. Tôi... Anh thanh toán bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ vậy? Khoan. Cậu phục vụ nè, cậu cho tôi xem thử đã. Đây là Lafite sao? Dạ. Lafite? Dạ. Lafite của cậu là như vậy hay sao? Hả? Cậu định gạt ai vậy hả? Đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà. Lafite mà như vậy hả? Hả? Dạ. Nè cậu bé. Dạ. Trên chai viết gì đây? 1982. 1982 đúng không? Dạ. Nè, đừng có rườm ra nữa, rốt cuộc anh muốn nói gì vậy? Cô nhìn anh coi. Có biết gì hay không? Ở trên chai viết là 1982, trong khi Lafite thiệt phải tới năm 1996 mới dùng loại chai này. Tôi sẽ đưa cho mọi người xem chai này là Lafite thiệt hay là Lafite giả đây hả? Không. Dạ, xin lỗi anh đợi một chút nha. Tôi mời quản lý tới đây. Trời ơi, anh Dư, anh thật là nhiều chuyện. Cũng có chuyện gì lớn lắm đâu mà, chỉ là 20 mấy ngàn thôi, cứ cho họ là xong. Ở bên Mỹ tôi lì xì cho bọn trẻ con mấy chục ngàn chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì anh phải gây chuyện ầm ĩ lên như vậy không biết nữa. Đúng. Cũng tại tôi thấy nóng mắt quá, không chịu được họ gạt người khác như vậy cho nên. Cũng may đây không phải là nước Mỹ, có rất ít người quen biết tôi, nếu không thì tôi coi như câm điếc cho xong. Thật ra là đàn ông, hào phóng chính là điều quan trọng nhất, còn thể diện thì quan trọng hơn 20 mấy ngàn rất nhiều. Tôi nói đúng không? Anh nghe thấy chưa? Ai biểu anh nhiều chuyện? Rất tiếc chai rượu đó còn chưa uống hết nữa kìa. Tôi có đem về nè. Anh coi, kể cả bánh bao, món xào tôi cũng không để lại luôn. Tôi cũng không ngờ là anh lại là một người nghiên cứu về rượu vang. Tôi cũng không nghiên cứu gì đâu. Những người thích uống rượu thường là những người có tiền mà. Chẳng qua là vì trước kia tôi có một khách hàng, bà ấy rất thích uống rượu vang và sưu tầm rượu. Những lúc tôi đưa thuốc tới cho bà ấy nói với tôi vài câu. Rồi thời gian lâu dần thì tôi cũng biết thêm chút. Khách hàng? Bộ anh không biết sao? Ngoài nghề lái xe ra, tôi còn bán sản phẩm chức năng đó. Bây giờ rất nhiều người nhìn bề ngoài rất khỏe mạnh, nhưng thật ra sức khỏe của họ rất là kém. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn đâu. Vậy hả? Đúng vậy. Vậy tôi nên chăm sóc sức khỏe thế nào? Như vậy nha, tôi sẽ dành một buổi để tư vấn riêng cho anh và phát hành thẻ khách hàng cho anh luôn. Nếu như anh có vấn đề gì anh cứ tìm tôi. Được đó. Anh luôn nè, kể từ giờ trở đi anh chính là khách hàng của tôi. Phục vụ cho anh là tôn chỉ của tôi, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho anh cũng là tôn chỉ của tôi luôn. Như vậy nha, lát nữa tôi sẽ đưa anh tới một nơi. Được. Chỗ này vẫn còn sao? Tôi cứ nghĩ là dỡ bỏ từ lâu rồi. Hồi lúc còn nhỏ tôi đã lớn lên ở đây nè. Sao anh lại biết chỗ này vậy? Tôi biết rõ tình cảnh của cô. Cô đã sống và lớn lên tại đây, cũng được coi là thanh ma trúc mã với anh luôn. Chỗ này chưa bị phá bỏ, tôi muốn giúp hai người quay lại tuổi thơ một chút thôi. Nè, tôi nói cho anh nghe, chỗ này không thay đổi chút nào hết,
những căn nhà này và những bức tường này, cũng chính chỗ này là nơi mà hồi nhỏ mẹ tôi thường hay đưa tôi tới đây để đo chiều cao. Lúc đó tôi chỉ cao như đây, bây giờ đã cao như vậy rồi nè. Ôi trời, không có thay đổi gì hết. Trước mặt hình như có một quầy bánh chiên di động. Hồi xưa ở đó bán bánh trứng chiên rất là rẻ, 5 hào một cái. Muốn ăn có phải không? Đi theo tôi. Ôi trời, ôi trời ơi, mệt quá. Tập quân sự còn không mệt bằng á. Ôi trời, thì tôi phải lái xe cả ngày, bắp chân tay cứng luôn rồi. Nè, Đại Lưu bao giờ về Mỹ vậy? Làm sao tôi biết được? Ồ, nếu Đại Lưu đi rồi thì có phải mẹ cô cũng đi không? Làm sao tôi biết được chứ? Alo. Đại Lưu. Dạ. Là cô đây. Chào con. Dạ chào cô. Gần đây các con thế nào rồi? Dạ rất tốt cô à. Tốt thế nào? Đi chơi cũng vui, đi ăn cũng vui. Nè cô à, anh tài xế lái xe cho cô cũng rất là tài giỏi. Nhìn bề ngoài chẳng ra sao, mà đầu óc rất khôn khéo. Ôi trời, mấy ngày đi chơi mà con đã mập lên rồi đó nghe. Danh địch con đã nới ra chút nữa rồi đó. Dừng lại. Ý cô muốn hỏi con với Thanh Thanh tiến triển thế nào rồi? Mỗi lần con nói chuyện với cổ, cổ đều trả lời con có 3 câu à. 3 câu gì? Hả? Con bé này sao lại có thể vậy được? Đại Lưu, cô nói con nghe nha. Con qua lại với phụ nữ ở nước mình thì con không thể chỉ đưa người ta đi ăn uống đi chơi như vậy được, mà phải đưa tới nơi cao cấp một chút. Cả tòa thế giới phương Đông rồi cũng không ăn thua. Ở đó có cái gì đâu mà đi chứ, tầm thường quá. Nghe cô nè, Thanh Thanh con của cô là một cô gái có phẩm chất, bởi vậy con phải đưa nó tới những nơi như viện bảo tàng nè, thư viện nè, viện mỹ thuật nè, như vậy thì mới được. Thiệt hả cô? Chuyện này mà cô giỡn với con sao? Dạ. Anh nói coi mấy cái bình sứ đó có gì hay ho mà xem. Vẫn còn xem chưa xong nữa. Đúng rồi đó, còn không bằng theo dõi cổ phiếu nữa. Muốn mua thì cứ mua, muốn rút thì cứ rút. Đúng vậy. Tại anh hết đó. Ai biểu anh đưa cổ tới đây làm gì? Ôi trời, thật ra tôi chẳng giấu gì anh. Tôi chỉ muốn có một chút ngôn ngữ chung với Thanh Thanh thôi. Là đàn ông con trai, tôi không ngại thừa nhận với anh là tôi rất thích Thanh Thanh. Lần này tôi trở về đây là tôi muốn đưa cô ấy đi. Tôi nhất định sẽ cưới được cổ. Tôi rất muốn cổ trở thành vợ của tôi, mẹ của các con tôi. Có phải anh thấy tôi có con rồi không xứng với cổ không? Đâu có. Anh rất xứng đôi với cổ mà, thiệt đó. Ở nước ngoài thì tôi kinh doanh, có tiền, có biệt thự. Mặc dù tôi đã có con rồi, nhưng tôi sẽ mướn người chăm sóc con tôi. Chắc chắn không phải là trách nhiệm của cổ. Sau khi cổ lấy tôi rồi, tôi không dám chắc là cổ có vàng bạc đeo đầy người, ngày nào cũng được ăn sung mặc sướng. Nhưng mà tôi dám đảm bảo cổ nhất định sẽ được đầy đủ hơn người. Và con người của tôi cũng chẳng có thói quen gì xấu, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc gái gú, thì cũng được coi là người đàn ông tốt rồi, đúng không? Đúng vậy, anh quả thật là người đàn ông tốt, rất tuyệt vời đó. Nhưng mà có một vấn đề là tôi nghe nói hình như cổ đã có bạn trai rồi, sắp cưới luôn á thì phải. Không thể nào. Sao lại không thể được chứ? Tôi lái xe cho nhà cổ đã lâu rồi, tôi biết mà. Là anh gần hay là mẹ cổ gần hơn? Chính mẹ cổ đã đích thân nói với tôi, Thanh Thanh, cô ấy vẫn chưa có bạn trai mà. Dù sao thì mẹ cũng đã nói với nó con đã có bạn trai rồi.
Mẹ có nói rõ ràng chưa? Tại sao Dương Bân nói Đại Lưu không biết gì hết? Đúng đó, đích thân Đại Lưu nói với con mà. Như vậy nha, mẹ không nói rõ ràng, có thể cậu ấy không hiểu. Không nói rõ ràng có đúng không? Được, lát nữa con về Dương Bân sẽ gặp Đại Lưu, con nói rõ ràng với anh ta. Nè, không được, không được. Nhất định không được. Dương Bân, nó không thể nói điều đó với Đại Lưu được. Không có được đâu. Bây giờ thì chỉ có cách mẹ nói với mẹ của Đại Lưu trước, sau đó sẽ nói với cậu ta. Nó con đã có chồng rồi, có được không? Nói thật ra chuyện này mẹ cũng thấy hơi ngại một chút. Hơn nữa Đại Lưu cũng đâu có đích thân thừa nhận là nó thích con đâu. Giờ con tới nói với nó tôi không thích anh đâu, tôi thật sự đã có bạn trai rồi, thì thật là mất mặt. Chỉ còn có cách để mẹ nói, người ta mới không để tâm tính toán. Hơn nữa chỉ mấy hôm nữa thôi, mẹ con họ cũng đã về Mỹ rồi, chuyện này coi như chấm dứt. Được. Mẹ, con tin mẹ một lần nữa. Nếu mẹ nói không có rõ ràng thì con sẽ tự nói. Em để cho mẹ nói đi. Nè, bạn Hiền à, mình nghe nói món cá ở đây nổi tiếng là ngon đó. Thanh Thanh, con ăn đi. Nè. Cảm ơn cô. Cô à, Thanh Thanh à, cảm ơn cô và em đã nhiệt tình tiếp đãi con bữa giờ. Con rất hài lòng, rất là vui vẻ, rất là happy. Sau mấy ngày tiếp xúc với mẹ con cô và tìm hiểu em Thanh, con thấy rất hài lòng, không có vấn đề gì hết. Thưa cô, nếu cô không có vấn đề gì, Thanh Thanh, em hãy đồng ý lấy anh nha. Chiếc nhẫn này là thể hiện thành ý của anh. Ấy trời ơi. Đại Lưu, đứng dậy, đứng dậy đi. Đại Lưu, cảm ơn thành ý của con, cảm ơn tấm lòng chân thật của con. Cô cảm thấy là chuyện này có lẽ chúng ta cần phải tính toán kỹ. Thưa cô, lẽ nào cô nghi ngờ tấm lòng của con sao? Trời ơi, đúng rồi, cầu hôn sao có thể thiếu hoa hồng được. Con phải mua 999 đóa hồng đúng không cô? Cô ơi, chiếc nhẫn này đẹp lắm đó, tốt lắm đó, mắc tiền lắm đó cô. Là con mua bên Mỹ mang về đó cô à. Thương hiệu Tiffany đó. Thật ra không quan trọng hột xoàn lớn hay hột xoàn nhỏ, mà điều quan trọng nhất là tuổi đời của cái hột xoàn này đó cô. Thanh Thanh, lấy anh nha, hứa sẽ khiến anh trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Thật ra anh đang hoài lòng xuống. Chúng ta có thể ký một hợp đồng trước hôn nhân, tất cả đều làm theo ý của em, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của em. Chắc chắn là như vậy. Dạ, còn nữa thưa cô. Cô ơi, con cũng có thể đón cô qua Mỹ đoàn tụ. Điều quan trọng nhất chính là cả chú chó cưng của cô cũng được con đưa tới Mỹ luôn. Cô thấy vui không? Cả gia đình được đoàn tụ đúng không? Thật là tuyệt vời. Tuyệt vời đúng không cô? Được không cô? Sao cô? Đại Lưu, anh Đại Lưu à, con muốn đón cô qua Mỹ. Dạ. Đương nhiên cô rất muốn. Và cũng rất vui. Cô đảm bảo chú chó của cô nó cũng sẽ rất vui. Nhưng mà Đại Lưu à, cái này cầm lại đi. Còn về việc kết hôn à, có lẽ là chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại đã. Ôi trời, có gì mà suy nghĩ lại chứ. Thanh, tại à, sao em phải suy nghĩ em hả? Em hãy đồng ý đi. Đồng ý đi mà. Thưa cô, con nghĩ là mẹ con cô đã hiểu lầm rồi. Con đã kết hôn rồi. Dương Bân à, tới đây. Lễ lên. Dạ thưa cô, dạ anh Lưu, con giới thiệu với hai người một chút. Đây chính là chồng của con. Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi, còn tổ chức hôn lễ nữa. Thưa cô, họ Đại Lưu như vậy. Xin lỗi, cô xin lỗi. Xin hai người quên đi. Hai người quên hết chuyện hôm nay đi. Tôi rất xin lỗi, tôi xin lỗi. Mẹ à? Con trai à, đừng tức giận mà. Cô và anh Lưu, hai người đừng có giận nữa. Con không biết là mẹ con hứa với cô điều gì, nhưng quả thật là con đã kết hôn rồi. Đúng. Mẹ con kêu con giả làm tài xế đó. Lúc đầu con cứ nghĩ là bà ấy muốn giữ thể diện. Con thật không ngờ là... Không ngờ hả? Quả ra từ trước tới giờ mấy người lừa dối tôi hả? Không, anh đừng có hiểu lầm mà. Tôi thật sự không có ý đó đâu. Đừng có nói nhiều làm gì nữa. Tôi có việc đi trước đây. Mấy người cứ tự nhiên đi. Ê nè, Đại Lưu. Đại Lưu. Đại Lưu. Gia đình mấy người đang giở trò gì vậy hả? Con trai. Cô ơi. Con trai. Con trai à.
Ây trời ơi, cô nói thử coi mẹ cô đang làm cái gì vậy, không biết nữa thiệt là. À mà nè, bà ấy đồng ý hôn sự của chúng ta rồi mà, sao bây giờ xảy ra chuyện này chứ? Đồng ý cái gì chứ? Chắc chắn bà ấy đang gạt chúng ta, bà ấy vốn không từ bỏ ý định. Ồ, chắc mẹ cô chưa nói rõ ràng với Đại Lưu, anh ta mới quyết liệt cầu hôn cô như vậy đó. Nếu nói rồi thì liệu có xảy ra chuyện ngày hôm nay hay không? Mẹ cô đã giăng cái bẫy này, thiệt là không chỉ của mình cô mà tôi và mẹ con họ đều chui vào bẫy luôn. Mẹ tôi gạt chúng ta trước thì mới có cơ hội gặp mặt mà, tính giải quyết xong Đại Lưu rồi sẽ quay lại ép tôi. Mẹ cô cũng thiệt là không nghĩ cho con gái mình thì thôi, cũng phải nghĩ cho con rể mình chứ. Cho dù là không vừa lòng với con rể là tôi, không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho Đại Lưu và mẹ của anh nữa chứ. Tôi đã nói mẹ tôi chưa chịu chấp nhận đâu, anh còn ngốc phụ theo mẹ tôi khuyên tôi nữa. Chu Thanh Thanh, tôi là mẹ ruột của cô, chắc chắn là vậy rồi. À đúng đúng, à, không phải, tôi không phải. Tôi phải là quan gia của cô mới đúng. Mọi công lao tích lũy cả đời tôi, hôm nay lại gặp sét đánh, không kịp bịt tai ầm một tiếng, bị cô làm tan tành hết. Nếu tôi không phải là mẹ ruột của cô, đừng nói kiểu 8 người khiêng, kiểu 18 người khiêng, chưa chắc đã thèm quan tâm cô. Ai cần mẹ quan tâm? Con có nói là cần mẹ quan tâm à? Tại sao mẹ lại gạt Đại Lưu, tại sao gạt chúng con? Mẹ làm vậy vẫn chưa đủ hả? Con nói cho mẹ nghe, từ ngày hôm nay trở đi, cuộc sống của con hoàn toàn do con làm chủ, con tự quyết định, mẹ đừng có can thiệp vào nữa. Tôi buộc phải hỏi câu này, anh ta rốt cuộc có điểm nào tốt? Anh ta có điểm nào mà khiến cho cô phải cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chứ? Mọi mặt đều tốt hết, anh rất tốt, rất xứng đáng để con yêu. Ai cũng là người đẹp trong mắt người yêu hết. Anh điểm nào cũng tốt, điểm nào cũng rất đáng yêu, con cam tâm tình nguyện ở bên ảnh. Tôi ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng mọi vất vả, thức khuya dậy sớm chăm sóc cô, nuôi cô từ đỏ hỏn trở thành cô gái xinh đẹp. Tôi vì điều gì đấy hả? Lẽ nào tôi phải nhìn cô đủ lông đủ cánh, bây giờ trưởng thành rồi cô giang cánh bay lạc lối như vậy sao? Mẹ cũng đừng ngày nào cũng nhắc đến chuyện đó được không? Nuôi con lớn ngoài việc đó ra không còn cái gì khác hay sao? Cậu lại cười, cười cái gì hả? Không tới lượt cậu cười đâu. Này Du Bân, có phải cậu đã bỏ bùa Thanh Thanh không? Có phải cậu đã giở trò gì với nó không? Từ lâu tôi đã thấy cậu không phải là người tốt rồi. Cậu đi bán mấy cái loại thực phẩm chức năng gì đó, chắc chắn trong mấy cái hũ thực phẩm chức năng đó có trộn mấy cái thứ thuốc bậy bạ. Nếu không tại sao mấy bà già ông già đó lại bị lừa sập bẫy dễ dàng như vậy chứ? Cậu gạt họ thì được, gạt tôi đừng hòng. Thưa bác, bác cho con được phép gọi bác một tiếng mẹ đi. Thôi, từ ngày đầu tôi đã nói với cậu rồi, tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người. Tôi không chấp nhận, tôi không phải là mẹ cậu. Đừng gọi tôi là mẹ. Được rồi, thưa bác, bác nói con thế nào cũng được hết, nhưng mà có một điểm, bác không thể nói thuốc con bán là có vấn đề được. Đúng, con không có tư cách thuyết khách trước mặt hai người, con cũng không có tài năng, cũng không có điểm gì nổi bật, nhưng mà con có một trái tim rất lương thiện, một trái tim rất trong sáng. Con có lương tâm. Con nói điều này cho bác nghe. Tiền con kiếm được từ bán thuốc trong những năm qua đều là số tiền trong sạch từ mồ hôi nước mắt của con, bác hiểu không? Mời bác ngồi xuống. Bác à, lúc mà bác sắp xếp mọi chuyện, sau lưng con gái của bác, bác có từng nghĩ tới cảm xúc của cổ hay là không? Hả? Đúng, con suy nghĩ quá đơn giản, cứ nghĩ là bác đã chấp nhận con để chúng con được sống vui vẻ bên nhau. Nhưng mà con thật không ngờ bác lại có những suy nghĩ riêng, những tính toán riêng của mình. Bác đã sống từng tuổi này rồi, sao còn tính toán giăng bẫy con gái của mình làm gì? Giăng bẫy nó? Không sai, tôi đã giăng bẫy nó đó. Vậy thì sao? Tôi giăng bẫy nó cũng vì muốn tốt cho nó. Bác đừng nói như vậy nha. Các bậc phụ huynh như bác rất hay sử dụng câu nói này để làm bia đỡ cho mình đó. Có ý nghĩa gì không? Có tác dụng gì không? Bác muốn tốt cho cổ, nhưng bác hãy tự vấn lại lòng mình đi, xem có thật sự muốn tốt cho cổ, có tốt cho cổ không? Tại sao bác không nghĩ tới cảm nhận của con gái mình, mà lại luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên con gái của bác, ép buộc cổ để cổ phải nhảy vào chảo lửa? Nhảy đi cứ nhảy đi, có ai mà làm như bác đâu. Đúng, có một câu nói như sau: phát triển mới là đạo lý cứng. Câu nói này không sai, đúng không? Nhưng mà sau câu nói đó của bác thì bác biết gì không? Chưa chắc gì bác biết phát triển cứng là thiếu đạo lý đó. Cao siêu, quả thật cao siêu. Nè, nhất là câu nói cuối cùng của anh đó, đó là nửa câu sau: phát triển mới là đạo lý cứng, phát triển cứng là thiếu đạo lý.
Câu này sao đúng vậy không biết nữa. Anh nghe câu này ở đâu vậy? Tôi đã chọc giận mẹ cô rồi. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, tôi chỉ là một người ngoài cuộc. Tôi thấy không thể chấp nhận nổi. Mẹ cô thật là quá đáng mà. Đúng vậy. Làm gì có bà mẹ nào như vậy đâu. Không hề sai. Lại còn che mắt cả con gái của mình. Quá chuẩn luôn. Cô cũng không biết bà ấy đang nghĩ gì. Tôi không biết. Cô thuộc tam tự kinh quá ha. Tôi không nói liên hồi kỳ trận như anh được. Ai vậy? Là tôi đây. Bà ta còn dám giác mặt tới đây. Không được. Mẹ phải ra nói lý với bà ta. Mẹ à, bỏ đi. Mẹ cứ coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra đi. Cũng không cần phải nói lý với bà ấy. Cứ nói là con không có ở đây. Không được. Chuyện này không thể bỏ qua được. Nếu như truy cứu về mặt pháp luật, bà ta phạm tội lừa đảo đó. Ơi, mọi chuyện đâu có nghiêm trọng vậy. Hơn nữa, vài ngày tới chúng ta về Mỹ rồi. Ôi trời, con cũng không muốn chúng ta vì việc này mà gây thêm những chuyện không vui nữa mẹ à. Mẹ hãy nghe con một lần đi, một lần thôi. Cứ nói con không có ở đây là được rồi. Con xin mẹ đó, xin mẹ đó. Xin mẹ. Xin mẹ giúp đỡ. Đại Lưu có đây không? Tôi có chuyện muốn nói. Cậu còn mặt mũi mà dám tới đây tìm Đại Lưu hả? Hả? Đại Lưu nói rồi, nó không có ở đây. Cậu cũng không cần tới nữa đâu. Gia đình không ra gì của cậu, chúng tôi không muốn dây dưa, chúng tôi tránh ra đi thôi. Lằng nhằng như vậy, con gái của cậu đã kết hôn với tên lái xe. Kết hôn rồi thì thôi, còn gạt chúng tôi. Nói chưa kết hôn còn muốn gả cho Đại Lưu nữa. Rõ ràng cậu đang ức hiếp người ta mà. Không phải, hả? Không phải. Không phải vậy đâu. Hay vì con gái của cậu lấy chồng tệ bạc, hay bị ế chồng nên cậu mới tính gả cho Đại Lưu con tôi, hả? Không phải là ế chồng. Đừng có hòng. Có hiểu lầm ở đây. Đại Lưu. Mẹ đừng tức giận, đừng tức giận. Dù gì cũng là bạn bè mấy chục năm trời rồi. Bỏ qua đi mà mẹ, hả? Bỏ qua đi. Chu Thanh Thanh, mẹ không tin là không ly gián được hai người. Mất mặt quá đi. Hôm nay tôi phải nói cho rõ ràng, hai người bắt buộc phải ly hôn. Là như vậy. Có ly hôn hay không là do chúng con quyết định. Người ngoài không có quyền đó đâu. Chuyện nhà họ Chu chúng tôi không phải tới lượt người ngoài như cậu xếp vô. Hình như chuyện này không đúng lắm thì phải. Giờ Chu Thanh Thanh đã lấy con. Nếu nói dựa theo thủ tục trước đây từ thời cổ đại, cổ không nên mang họ Chu nữa, mà là họ Du. Đến lúc mất, cổ sẽ nằm tại khu mộ nhà họ Du con. Du Bân, cậu bị bệnh hả? Con đúng là có bệnh thiệt. Nhưng mà ép con gái ruột của mình ly hôn chẳng phải cũng có bệnh hay sao? Gạt con rể mình làm tài xế cho người có tiền, có gọi là bị bệnh hay không đây? Tôi thừa nhận cậu là con rể tôi bao giờ. Con ăn đủ rồi, còn lâu đó. Được. Vậy con đi xem tivi vậy. Chú Thanh Thanh, con có nghe thấy chưa? Đó là người đàn ông tốt mà con nhất định lấy làm chồng đó. Nó đang ức hiếp mẹ con kìa. Con không ăn nữa. Du Bân, đây là của cậu hả? Dạ. Ê trời, mẹ. Mẹ đang làm gì vậy? Hả? Đừng làm vậy mà. Đừng. Mẹ đừng như vậy mà. Đừng, mẹ đừng manh động nha. Đừng manh động nha. Mẹ. Ê, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ đừng như vậy mà.
mẹ. Mẹ làm gì vậy hả? Mẹ đừng kích động mà, đừng kích động mà. Đi. Mẹ tính làm gì vậy? Mẹ làm gì vậy? Đi. Mẹ làm gì vậy chứ? Mẹ hả? Đi luôn đi, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ mở cửa ra đi. Chu Thanh Thanh, con muốn ra ngoài cũng được, cậu ta vào nhà cũng được, nhưng hai người nhất định phải bước qua xác mẹ. Con cũng chui ra từ ở trong bụng của mẹ, mẹ không tin là mẹ đấu không lại con. Mẹ bệnh rồi, chắc chắn là mẹ bị bệnh rồi. Chu Thanh Thanh, con nghe cho kỹ đây, nếu con còn sống với người này, mẹ sẽ ôm whisky nhảy lầu đó. Mẹ có bệnh. Mẹ không tin là mẹ không thắng nổi con. Alo. Ờ. Dương Bân à, xin lỗi anh nha, tôi không ngờ là mẹ lại như vậy. Bà ấy khóa cửa nhốt tôi trong nhà rồi tôi không ra ngoài được. Ây da, lúc mới bắt đầu tôi cứ nghĩ 100.000 của cô tôi kiếm rất dễ dàng, nhưng không ngờ đến khi gặp mẹ cô rồi tôi mới thấy thấm thía được câu nói này: kiếm được đồng tiền thật không dễ ăn đâu. Số tiền 100.000 của cô chi ra hiệu quả lắm luôn. Không phải, giờ anh đang ở đâu vậy? Hôm nay bên ngoài rất nóng. Không sao đâu, tôi là đàn ông mà hả. Cô đừng hỏi nữa, mẹ cô chuẩn bị đồ đạc đầy đủ lắm, cả giày cũng quăng ra cho tôi luôn. Nhưng mà thiếu một đôi vớ nè. Hay là anh tới nhà nghỉ nào gần đây thuê một phòng đi, ở đó tạm thời vài hôm hả? Ở nhà nghỉ làm gì, ở đó cũng phải chi tiền vậy. Tôi vẫn có xe nè. Ngủ trong xe làm sao được chứ, mới lạnh lạnh lắm. Dù Bân à, thời gian gần đây có nhiều chuyện không phải với anh. Anh đã rất hỗ trợ tôi diễn một vở kịch ngọt ngào, lại phải chịu đựng chiến tranh giữa hai mẹ con tôi. Tính cách của cô với mẹ cô thật sự rất giống nhau nghe. Cô có thể sửa được không? Tôi nghĩ chúng ta là bạn tốt. Nên tôi nói thật nghe, nếu cô vẫn giữ cái tính đó thì sau này ai dám cưới cô nữa chứ. Tôi cũng không muốn thành người giống mẹ tôi, nhưng mà tôi cảm thấy hình như tôi càng ngày càng phát triển theo chiều hướng đó. Tôi đâu có muốn như vậy. Ai cũng muốn như vậy mà. Một mặt thì trách móc ba mẹ, một mặt thì lại học theo họ. Cuộc sống là vậy đó. Nhưng mà cô thì khác với mọi người đó. Bởi vì cô là trường hợp đặc biệt đó. Ai rơi vào chuyện này cũng sẽ như vậy thôi. Cô vừa rơi vào trạng thái thất tình có đúng không? Nếu như là tôi cũng làm như vậy thôi mà. Nhưng mà tôi tin là sẽ không bao lâu nữa cô sẽ trở về trạng thái bình thường thôi. Đúng vậy, tôi cũng muốn mọi việc qua đi mau. Tôi sẽ tự điều chỉnh mình, nhưng cần phải vượt qua giai đoạn này đó. Được rồi, cũng đã khuya lắm rồi, cô tranh thủ ngủ đi hả? Nè, anh ở trong xe phải nhớ chú ý an toàn đó, khóa hết cửa xe lại nha. Nè, tôi nói anh nghe, anh phải mở máy lạnh đó, anh đừng có tiết kiệm chút xăng, tôi thanh toán giúp cho anh ha. Bye bye. Mẹ nhìn gì vậy? Cuối cùng cũng đi rồi, thế giới của mình đã trong sạch rồi. Con đi đâu đó? Con ra cửa hàng. Ra cửa hàng? Chu Thanh Thanh, mẹ nói con nghe, con không được đi. Mẹ, con đã bị mất việc, chồng thì cũng biến mất vì mẹ rồi, mẹ còn muốn con đóng cửa hàng nữa sao? Gì được, con đi cũng được thôi, mẹ đi với con, không để nó đến làm phiền. Đi thôi. Mẹ làm cái gì vậy chứ? Đi đi, thang máy tới rồi nè. Đó, tôi định hỏi cậu xem chuyện này là sao. Đừng nhắc nữa, thật sự đừng có nhắc nữa. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Mọi người hãy phán xét giùm tôi nha. Hả? Đúng, công việc của tôi không ra làm sao, ngoại hình của tôi không ra làm sao, nhưng mà
chúng tôi là vợ chồng hợp pháp kia mà. Đúng vậy. Đúng không? Chúng tôi đang sống bình yên bên nhau. Tôi không có bồ bịch ở bên ngoài, có phải không nè? Đúng vậy. Bác nói xem, theo bác thì bà mẹ vợ của con dựa vào đâu mà đuổi con ra khỏi nhà chứ? Quá đáng thì vô lý à. Quá về thôi mẹ. Đúng là vô lý mà. Có nghe con nói gì? Tôi ly hôn có đúng như vậy không nè? Mọi người nói đi, nói thử đi. Đúng là quá đáng mà. Hơi quá đáng rồi đó. Có khi nào tuổi cao lú lẫn không? Có khi đúng đó. Mẹ làm gì vậy? Không phải, tôi không biết. Alo, bảo vệ hả? Quá đáng quá. Sao vậy? Sao nói mọi người mà? Sao có mình cậu tới vậy? Người đâu? Bên kia kìa. Cậu ta phá hoại danh tiếng của tôi trước mặt nhiều người. Cậu xử lý đi. Mẹ. Được rồi, mọi người trật tự đi. Trật tự, trật tự. Có chuyện gì vậy? Chuyện là như vậy. Tôi bị mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà. Nó nói gì vậy? Anh là đàn ông, tôi cũng là đàn ông. Chúng ta vốn chỉ đã đủ khổ rồi, đúng không? Giờ mọc ra bà mẹ vợ như vậy là tôi khổ gấp đôi, anh hiểu không? Con gặp trúng thằng vu bân này là khổ rồi. Làm gì vậy? Xử lý sao đây? Giải quyết cho tốt đó, giải quyết cho tốt. Định giải quyết sao đây? Bác gái nè, tôi vốn không muốn xen vào chuyện gia đình bác, nhưng tối qua đúng là bác có hơi quá đáng với anh Vu, gây ảnh hưởng tới trật tự của khu phố. Tôi mong bác khuyên anh ấy về nhà. Cậu, cậu nói vậy là sao? Cậu là người khu này sao? Cậu chắc chắn muốn tôi kêu nó về sao? Đúng vậy. Tôi đã làm công tác tư tưởng cho anh ấy. Chỉ cần bác xin lỗi trước mặt mọi người và cho cậu ấy về nhà. Phải xin lỗi nha. Phải xin lỗi. Đừng nói nữa, im lặng hết đi. Bắt tôi xin lỗi cậu ta sao? Chị sai mà, ai sai chứ? Đương nhiên là bà sai. Làm sai thì phải xin lỗi. Cái này con nít lớp 1 cũng biết mà. Đúng đó. Sai thì phải sửa. Biết sai mà sửa mới là đồng chí tốt. Mấy người đừng có hùa. Tôi kêu cậu tới để đuổi cậu ta đi. Sao cậu không nhận bắt tôi đưa cậu ta về nhà mà còn bắt tôi xin lỗi vậy? Chuyện này đúng là quan đường. Bác gái, nửa đêm bác đuổi con rể ra khỏi nhà thì không quan đường sao? Đúng đó. Đừng có hùa nữa, hùa gì mà hùa. Đúng đó. Chị là người cần xin lỗi đó. Như vậy mới đúng chứ, đừng ngang ngược nữa. Thôi đừng nói nữa. Anh Vu, hội đồng của anh mạnh quá, tôi đấu không lại. Được rồi, hôm nay tôi cúi người xin lỗi anh, sau đó phiền anh theo tôi về nhà, có được không? Vậy mới đúng chứ, vậy mới đúng chứ. Đúng vậy. Vu Bân, về nhà. Nhưng mà mẹ à, đây không phải hội đồng của con, đây là quần chúng qua đường hàng xóm thôi. Thực ra con làm vậy không có ý gì khác, con không cố ý làm khó mẹ, đúng không? Mắt của quần chúng thấy rõ mà. Hơn nữa, người ta bên bên nào đúng lý, đúng không nè? Được rồi, mọi người về nhà đi, tôi cũng phải về đây. Ai làm việc nấy đi. Cảm ơn nha, cảm ơn. Giải tán hết đi. Người ta chưa đi hết mà. Giỏi lắm. Về thôi. Xách đồ đi. Về hay không tùy anh. Mẹ, nếu mẹ đã chân thành mời con về nhà, vậy con sẽ biết điều. Con muốn lập ba quy ước với mẹ. Vu Bân, tôi cho cậu về nhà là tôi đủ mất mặt rồi. Còn định đòi quy ước sao? Vậy làm đi. Vậy con nói nha. Thứ nhất, con và Thanh Thanh tình cảm ổn định, là vợ chồng hợp pháp. Con mong sau này mẹ không nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt bọn con nữa. Thứ hai, mẹ có thể sống ở đây, chỉ được hưởng quyền sống chung.
không được hưởng quyền chỉ huy. Thứ ba, bọn con là vợ chồng, sau này những chuyện liên quan tới Châu Thanh Thanh, dù mẹ có làm gì thì con cũng phải được biết. Anh nói xong rồi vợ, em dọn đồ đi. Uy Uy,